Chị nói với em nữa chị. Còn chị có bay qua màn kính à? Em coi em đập nó nhìn chị cái này. Còn rất cũng như miệng. Nhẹ thôi nào. Nằm im. Nhiều quá. Nằm đó là nhẹ rồi đó. Nằm im nha. Đừng có rục rịch. Rục rịch là ta chết đau đó. Nói nhẹ không nghe. Cho nghe được. Nhẹ được thì thôi chị đã nhẹ rồi. Đau. Đau nè. Nặng bụng là phải đau, không thể nào không đau. Riêng tôi là đau nhất. Giờ thay ship này để em bé làm này, ok không? Chứ rằng hồi nãy yêu cầu Không thấy chuyện sinh nữa. Không thấy chuyện sinh nữa. Cái gì? Không ai thì mỗi dân thấy. Cái gì lo dân thôi. Có gì đoan rồi Thôi mình nín đi này. quá. Vậy thì Yên này. mấy người trẻ em không được đi không nhẹ nhẹ Tao nói chị cũng nặng đau ấy chứ. nhẹ xíu phía khen ra Nó đâu cần khen, cần tiền. chỉ góc đôi là nhẹ nhẹ thôi. Có cả 10 lần cũng nặng như đi à. Đi còn tiền Còn tiền chứ khỏi nặng. Mày đưa tiền người ta ta khỏi nặng. Là không đau. không là nặng cho ông bà già vui lòng Chứ không phải để đẹp trai để kiếm bồ à. không thiếu Bồ không thiếu à. Cánh bay. Nhỏ ranh bao nhiêu tuổi rồi? 11 Cái gì 11? lớp 11 Bù rồi chứ. chưa chưa nó không nói gì đâu vì nó mà em cần có buồn không Đang lên YouTube thông báo kìa. đấy em mới coi nói chữ có bùa cũng bùa em nghe được cháy em Mà ông gì sợ thế.
nó có rồi mà ngày nó cháy cháy em nữa luôn. Thôi thà dùng bàn á chị. Bàn về mụn hay? Mình năm qua quay về mụn, bàn về mụn. Mấy giờ không để nặng đã ngứa không em? Đang đào. Im nè. Báo hư giường, cái đèn giường thôi. Nằm im nha. Không chết đau đó. Không quay như vậy. Im. Đi ra vô tư. Mình lắc là được. Vậy quá đi. À, nặng ta mà nên ta mà bỏ máy xuống thì nặng là mi sáng luôn nè. Nặng nhẹ không ơn. Trai gì mà ý quá. Nặng mụn không mà cũng chịu nổi. Ra rằng có bộ. Bộ cũng có chị đau chị. Ôm hôn chứ đâu có đau chứ. Nếu qua đây trà ông nhỏ ông gì sợ. Đúng rồi, đâu sai đâu. Hùng xíu ngồi chứ đâu có đây. Bó tay. Nào mọi lần ta nhìn trong số 7 không vậy? Biết là nhưng mà nằm trong số 7. Im. Quay mới thấy bình. Có hai cái điện thoại mà sợ chi? Cái đây đây nè. Đây. Có bụng bắn à? Ừ. Chứ không phải bắn bóng đèn. Bắn lên mặt chị. Mày ta chưa mở miệng ra bay vô miệng ta luôn. Video này là nói nhiều nhất. Đau đau quá đau. Khóc nè. Thank you. Đâu được rồi.